Bí ẩn tranh nổi tiếng phần 9. Đây là bức tranh người phụ nữ và con trồn, là một tác phẩm nghệ thuật đầy bí ẩn và đáng ngạc nhiên. Tác phẩm này được vẽ vào thế kỷ 15. Thực tế, sau khi phân tích từng lớp của bức tranh quý cô với con trồn bằng công nghệ phản xạ ánh sáng, các nhà nghiên cứu phát hiện Leonardo da Vinci đầu tiên đã vẽ một phiên bản không có con trồn hương trước khi chỉnh sửa và thêm thắt lại. Bản thân bộ lông của con trồn hương trong bức tranh này cũng đã được da Vinci chỉnh sửa lại tới 2 lần. Bên cạnh đó, bức tranh còn có các yếu tố khác góp phần tạo nên bí ẩn, chẳng hạn như biểu cảm trầm tư và ánh mắt sắc bén của phụ nữ, cùng với sự sắp xếp tỉ mỉ và chi tiết trong trang phục và trang sức của cô. Một bí ẩn đáng chú ý trong bức tranh này là vật nuôi mà phụ nữ trong tranh đang ôm. Đó là một chú trồn nhỏ, được biết đến là một con trồn có lông mềm và đuôi dài. Điều đáng ngạc nhiên là trồn không phải là một vật nuôi thông thường trong thời đại đó và không xuất hiện thường xuyên trong các tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, vì không có hồi đáp chính thức từ Leonardo da Vinci về ý nghĩa thực sự của trồn và bức tranh này, bí ẩn vẫn tiếp tục tồn tại và mời gọi sự tưởng tượng và thảo luận của người xem.